Dạ vâng, cả nông cơ công Huy Hòa xin kính chào toàn thể kênh quý vị các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lại lên cho bác xem một máy cưa xích Estin gia đình 180C hệ con này thì dòng có xà áp các bác nhé. Đây, có xà áp ở đây các bác nhé. Đó, hai ốc lam, lam xích nguyên zin này, mắt xích to bản nguyên các bác nhé. Đó, cực kỳ đẹp, hàng xuất sắc luôn các bác. Này em quay cận cảnh cho các bác xem qua nhé. Hệ này là dòng bãi Đức nguyên zin từ A tới Z cho các bác luôn. Đó, thằng xích sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhé. Hàng cực kỳ đẹp, Estin MS180C. Đó, nòng 38 ly các bác nhé, 38 ly phù hợp về cho các bác nào sử dụng gia đình. Con này thì có thể kéo được khoảng tầm 5 năm đổ về các bác. Còn theo máy này là lam 4 tấc này các bác. Đó, mắt xích thì trông như mới luôn các bác nhé. Theo đánh giá thì con này nó mắt xích này nó còn khoảng 80-90% nữa các bác, cực kỳ mới luôn này. Đó, về tổng thể thì quá là xuất sắc. Con này thì em cũng vừa mới dọn rửa xong luôn. Đó, vừa mới dọn rửa xong, chưa có xăng nên là cũng chưa nổ được nhá. Các bác nào mà muốn tham khảo mà muốn test nổ máy thì có thể kết bạn qua Zalo cho em, thì em sẽ gửi video test nổ cho các bác xem qua nhé. Còn tổng thể máy móc thì em đã dọn nổ ngon lành hết rồi. Đó, vừa mới rửa xong nên là chưa kịp đổ xăng và nổ. Đó, thì cái này quay luôn cho các bác xem qua. Đó, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể liên hệ qua cho em, số điện thoại của em để trên màn hình này các bác nhé. Đó, rồi còn các bác nào mà muốn test nổ thì liên hệ qua cho em, thì em sẽ gửi video test nổ cho bác xem qua. Đây, cho bác nhìn qua tổng thể cây máy nhá. Điện zin này, nòng zin này, bồ này, đó, máy móc nguyên zin từ A tới Z các bác luôn, hàng xuất sắc luôn các bác nhá, lọc như này. Đó, giá hiện tại con này em bán với giá là 3.100.000 các bác nhá, 3.1 miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Các bác ở đâu thì có thể ship được hết. Đó, các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại là tên thì em sẽ ship tận nơi cho các bác nhá, tầm khoảng một tuần đổ về, tầm khoảng một tuần đổ về tùy tỉnh xa hay tỉnh gần. Đó, bên em sẽ ship code bên bưu điện thì sẽ giao hàng tận nơi cho các bác. Rồi, các bác nhận hàng thì thanh toán. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì liên hệ qua cho em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác video sau.